Kính thưa quý vị, vào những năm thập kỷ 80 của thế kỷ 20, Đức Đệ Nhị Pháp Chủ, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch đã ấn định cho Tăng Ni Sơn Môn Bồ Đề hàng năm họp mặt đầu xuân vào ngày 8 tháng riêng âm lịch. Truyền thống đó vẫn được giữ gìn như một truyền thống tốt đẹp sinh hoạt tập thể tăng đoàn của Sơn Môn cho đến ngày nay. Năm nay, vào ngày 8 tháng riêng năm nhâm dần, toàn thể Tăng Ni Sơn Môn Bồ Đề đã vân tập về Tổ đình Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, họp mặt đầu xuân dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội, trưởng Sơn Môn, cùng sự tham dự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn thể tăng ni đã phân tập về đại hùng bảo điện đỉnh lễ tam bảo sau đó là nghi lễ niêm hương đỉnh lễ tổ sư đỉnh lễ giác linh cố trưởng lão đệ nhị pháp chủ tiếp theo là nghi thức khánh tuế chư tôn đức tăng ni và họp mặt trong sơn môn tại đây hòa thượng thích bảo nghiêm vô cùng hoan hỉ bởi theo truyền thống cứ đến ngày mùng 8 tháng riêng hàng năm đông đảo hàng đệ tử pháp tử pháp tôn trong sơn môn tổ đình bồ đề đều có mặt đông đủ cùng ôn lại những công việc của năm cũ và bàn về những hoạt động phật sự trong năm mới Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên năm vừa rồi, buổi họp mặt đầu năm đã phải tạm hoãn. Cũng nhân dịp này, Hòa Thượng đã nhắc lại về những tấm gương tu tập của các vị tổ, với mong muốn mỗi người trong sơn môn hãy noi theo gương sư tổ, tinh tiến trao dồi tam vô lậu học, đưa Phật giáo ngày càng phát triển, làm dạng danh con cháu dòng họ thích nói chung và sơn môn tổ đình Bồ Đề nói riêng. Đồng thời, nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần, Nhị vị Hòa Thượng Chính Minh cũng có lời chúc Chư Tôn Đức tăng nghi, thân tâm luôn an lạc, phật sự được cát tường, hành thông, chưa cảnh hương long. Bữa gặp mặt đầu năm Nhâm Dần đã diễn ra trong tinh thần hoan hỷ, lục hòa cộng trụ của toàn thể hội chúng.